xem tuổi sông đất, sông nhà vào năm Giáp Thân 2024 cho gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Chọn tuổi sông nhà, hợp mệnh gia chủ nhầm tuất vào năm 2024 mang bình an, may mắn, phú quỷ trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ Đồng thời, thiên can địa chi ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là các tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi nhâm tuất vào năm 2024 như sau. Tuổi nhâm tý sinh năm 1972 tốt. Tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002 tốt. Tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 khá

các tuổi sông đất xấu đối với gia chủ tuổi nhầm tuất vào đầu năm mới 2024 là các tuổi sau. Gia chủ cần lưu ý. Tuổi Ất Tỵ sanh năm 1965 xấu. Tuổi Ất Dậu sanh năm 1945 xấu. Tuổi Mậu Tỷ sanh năm 1948 xấu. Tuổi Quý Mão sanh năm 1963 xấu. Tuổi Ất Mão sanh năm 1975 xấu

sau đây cùng phân tích mối quan hệ sùng khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi nhâm tuất vào đầu năm mới 2024 như sau. Một, người sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhâm tỵ mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là tỷ, không xung, không hợp nhau với địa chi tuất của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là tỷ, đạt tam hợp, thần tỷ thần, với địa chi thần của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20, tốt hai Người sông đất sinh năm 2002, tức tuổi nhâm ngọ mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tủ sông nhà là ngọ đạt tam hợp, dần ngọ tuất với địa chi tốt của gia chủ rất tốt. Địa chi tủ sông nhà là ngọ không xung không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thần chấp nhận được. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 3. Người sông đất sinh năm 1959 tức tuổi kỷ hợi mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt thiên can tuổi sông nhà là kỷ không xung không hợp nhau với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt địa chi tuổi sông nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chi tốt của gia chủ chấp nhận được Địa chi tuổi xong nhà là hỏi, không xung, không hợp nhau với địa tri thần của năm giáp thần chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 4. Người sông đất sinh năm 1950, tức tuổi canh dần, mạnh mộc. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh không xung khắc không tương hợp với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dân đạt tam hợp dân ngọ tuất với địa chi tốt của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là chân, không xung, không hợp nhau với địa chi thình của năm giáp thình chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 5. Người sông đất sinh năm 1980, tức tuổi canh thân, mạnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia trụ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, không xung khắc, không tương hợp với tiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm giáp thình, không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân, không xung, không hợp nhau với địa chi thuốc của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân, đạt tam hợp, thân, tỷ thân với địa chi thần của năm giáp thình, rất tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá 6. người sông đất sanh năm 1989, tức tuổi kỷ tỵ mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia trụ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ, tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tẩy, không xung, không hợp nhau với địa chi tốt của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tẩy, không xung, không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thân chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1951, tức tuổi Tân Mão, Mệnh Mộc. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi song nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi song nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi song nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi song nhà là mão đạt lục hợp, mão hợp tốt với địa chi tuất của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là Mão, Phạm, Lục, Hải, Mão, Hải Thân với đề chi thần của năm Giáp Thân không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 8. Người sông đất sinh năm 1981, tức tuổi Tân Dậu, Mệnh Mộc. Ngũ hành tuổi xong nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh Mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu phạm, lục hại, dậu hại tốt với địa chi tốt của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dậu đẹp, lục hợp thần hợp dầu và địa chỉ thành của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. Chính, người sông đất sinh năm 1962, tức tuổi nhâm dân mệnh kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim, tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim, xung khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa khắc kim không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dân, đạt tam hợp, dân ngọ tuất với địa chi tốt của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dân, không xung, không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thìn chấp nhận được. Tổng điểm 12, trên 20 trung bình. 10. Người sông đất sinh năm 1954, tức tuổi giáp ngọ, mệnh kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim tương sinh với ngũ hành thủy của gia trụ vì thủy sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim xung khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa khắc kim không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là giáp không xung khắc không tương hợp với thiên can nhâm của gia trụ chấp nhận được thiên can tuổi song nhà là giáp không xung khác, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được địa chi tuổi song nhà là ngọ đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi tốt của gia chủ rất tốt địa chi tuổi song nhà là ngọ không xung không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thân chấp nhận được tổng điểm 12 trên 20 trung bình